Mấy hôm nay trời mưa gió nên nhà mình không có nấu chè. Bữa nay nhìn lên lịch á, sẵn ngày rằm thôi thì kêu mẹ mình nấu món kiểm ăn, mời mọi người vào bếp cùng nấu với mẹ mình nha. Nấu kiểm đi. Ăn lục làm kiểm đi. Nó mùi quá hay mẹ không? Mùi chắc nó ngọt. Vô miếng muối nè, miếng đường nè. Mày mình bỏ mình nấu trước nha. Giờ dắt ra nước cốt nhất với nước cốt chảo. Giờ nước cốt chảo mình đổ vô cái nồi khoai nãy luôn. À, bữa nay mình nấu kiểm nha. Mình ngồi kiểm, giờ mình nấu khoai trước nè. Nấu xong rồi ấy, với nước cốt dảo của nước dừa đó, mình lấy nước dảo của nó mình nấu nãy giờ. Rồi giờ tới bỏ chuối vô nè. Phần mình cái dạng nhẹ. Vì bột khoai nó ngâm trễ quá cho nên mình nấu bột khoai sớm một chút. Để dưới nó khét đứt. Rồi cái này mình nấu chung với mít nữa nha. Rồi mình bỏ nước cốt vô luôn nha. Em nếm nữa là xong. Quá ngon mọi người ơi. Thấy chưa? Thấy nồi kiểm nó ngon quá rồi. Nãy đi muối giờ mình đi miếng đường. Quá xá ngon mọi người ơi. Quá rồi. Đó. Mít, chuối, khoai đủ hết rồi. Sau khi đã chín, mình múc ra dĩa, cho bên trên thêm chút xíu nước phộng nữa. Bây giờ mình thưởng thức thôi. Rồi anh chào cô chú ơi, vì anh ăn cái gì ạ? Cô chú. Anh đang ăn cái gì ạ? Con kiểm. Rất béo vậy lắm. Béo, ngọt. Vừa béo vừa ngọt vừa thơm nhờ cái đậu phộng. Ngon quá. Béo ngon quá. Video mình đến đây cũng xin kết thúc nha. Bye bye cả nhà nha.